Kính chào quý vị và các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2021. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mời các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới liên tục giằng co dưới vùng kháng cự 1.800 đô la Mỹ một ounce. Không có sự đột biến khiến cho giới phân tích và các nhà đầu tư khó nhận định xu hướng rõ ràng trong tuần này. Sở dĩ đà tăng của giá vàng đã bị chững lại và chưa thể vượt qua ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trong tuần qua là do đồng đô la và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã bật tăng sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 7 của Fed được công bố vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Biên bản này cho biết các quan chức của Fed đã xác nhận lạm phát của Mỹ đã vượt mức mục tiêu là 2% của cơ quan này. Trong khi đó, thị trường lao động của Mỹ đã có những bước phục hồi mạnh mẽ trong những tháng vừa qua, nhưng chưa hoàn toàn ổn định. Dù vậy, Fed cho biết sẽ xem xét thu hẹp và tiến tới thu hồi chương trình nới lỏng định lượng trước cuối năm nay. Trong tuần này, sẽ diễn ra hội nghị chuyên đề hàng năm Jackson Hole từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 8 dưới hình thức trực tuyến với chủ đề chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế bất ổn. Như thường lệ hàng năm, chủ tịch Fed sẽ có bài phát biểu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới. Trong hội nghị này, chủ tịch Fed nhiều khả năng sẽ xoáy sâu vào lộ trình thu hẹp dần chương trình thu mua tài sản chứ chưa tính tới việc cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay. Nếu chủ tịch Fed đưa ra lộ trình thu hẹp chương trình thu mua tài sản tại hội nghị Jackson Hole, chắc chắn sẽ dội thêm gáo nước lạnh vào giá vàng trong ngắn hạn. Bởi vì các nhà đầu tư sẽ đón đầu cơ hội này bán tháo trái phiếu chính phủ của Mỹ, khiến cho lợi suất trái phiếu tăng mạnh và vàng kém hấp dẫn hơn. Hơn nữa, thu hồi chương trình thu mua tài sản đồng nghĩa sẽ thu hút bớt thanh khoản đồng đô la trên thị trường, giúp cho đồng đô la Mỹ tăng mạnh. Do đó, các nhà đầu tư cũng sẽ tăng cường mua đồng đô la, đẩy đồng bạc xanh tăng cao, tác động tiêu cực đến giá vàng. Tuy nhiên, ông Colin Szynski, chuyên gia phân tích ngoại hối độc lập cho rằng giá vàng sẽ chỉ chịu một cú sốc tâm lý ngắn hạn nếu như chủ tịch Fed đưa ra lộ trình thu hẹp chương trình mua tài sản. Bởi vì dù kinh tế của Mỹ đã và đang phục hồi tích cực, nhưng biến thể Delta đang hoành hành ác liệt ở quốc gia này có thể sẽ cản trở đà tăng phục hồi kinh tế của Mỹ trong những tháng cuối năm. Do vậy, Fed sẽ chưa thể mạnh tay thu hẹp chương trình thu mua tài sản. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục đi ngang trong biên độ từ 57.150.000 đồng một lượng đến 57.850.000 đồng một lượng. Do các cửa hàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng ở các tỉnh thành phố lớn đều phải tiếp tục đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy vậy, các doanh nghiệp hiện vẫn đang niêm yết vàng miếng SJC ở chiều mua quanh mức 56.450.000 đồng một lượng và ở chiều bán 57.150.000 đồng một lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG tại hai miền Bắc Nam cũng niêm yết giá vàng ở chiều mua 56.450.000 đồng một lượng và ở chiều bán 57.200.000 đồng một lượng. Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng ghi nhận ở chiều mua quanh mức 50.700.000 đồng một lượng và chiều bán 51.500.000 đồng một lượng. Hiện tại, giá trần giữa chiều mua và chiều bán của vàng miếng SJC ở mức 56.450.000 đồng một lượng và 57.170.000 đồng một lượng. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng thế giới và trong nước. Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới mở cửa vào phiên sáng nay, thứ hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021. Chỉ số đồng đô la Mỹ. Giá dầu thô thế giới. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng,
Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 1.600.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 750.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.600.000 đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Vàng PNG SJC mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Vàng PNG một lượng mua vào 51 triệu đồng một lượng, bán ra 52.550.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.050.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56.250.000 đồng một lượng, bán ra 57.850.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.500.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.430.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.420.000 đồng một lượng, bán ra 57.180.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.450.000 đồng một lượng, bán ra 57.150.000 đồng một lượng. Tại Quy Nhơn mua vào 56.430.000 đồng một lượng, bán ra 57.170.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.470.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Giá vàng mã số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mã số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50.700.000 đồng một lượng, bán ra 51.500.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang mẫu số 9 mua vào 50.200.000 đồng một lượng, bán ra 51.200.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.393.000 đồng một lượng, bán ra 50.693.000 đồng một lượng.
Vàng nữ trang 18K mua vào 36.554.000 đồng lượng, bán ra 38.554.000 đồng lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.003.000 đồng lượng, bán ra 30.003.000 đồng lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.503.000 đồng lượng, bán ra 21.503.000 đồng lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021. Mình Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn tuần mới sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.